Xin chào các bạn, mình là Tuấn Anh ạ. Đấy các bạn thấy không? Bây giờ để mà vẽ được SketchUp ấy thì nó vất vả lắm. Mà muốn thành cao thủ nó lại càng khó. Vì thế nên các bạn chăm chỉ xem cái vlog của tôi nhé. Tôi trình bày phải nói rằng cực kỳ là kỹ đấy. Đâu. Spicy meat. Yeah boy. Với phím tắt mặc định của phần mềm thì bạn sẽ thấy nó như sau. Đây là phím tắt của phần mềm. Thì bạn sẽ thấy rằng là mỗi một phím ở một các vị trí khác nhau. Và việc này nó sẽ làm cho bàn phím của chúng ta phân tán, đúng không ạ? Các nút quan trọng bị phân tán khắp nơi trên bàn phím. Vì vậy thao tác của bạn sẽ chậm hơn. Đối với mình thì mình sẽ thay đổi lại hệ phím tắt này. Mình sẽ thay đổi sao cho các cái phím quan trọng của mình nó nằm gọn phía bên tay trái. Và mình sẽ hạn chế bàn tay khi mình di chuyển. Và để thiết lập phím tắt cho phần mềm SketchUp thì chúng ta vào trong phần Windows, Preferences. Mình sẽ chọn phím Pan. Mình gõ nút Q ở đây và mình ấn nút cộng ở đây. Và nút Q của chúng ta nó đã chuyển xuống bên dưới và nó đã trở thành phím tắt của lệnh Pan. Ấn nút OK để kết thúc. Ngoài ra thì bạn có thể import phím tắt của người khác vào hoặc là export phím tắt của mình ra cho người khác sử dụng ở đây. Nếu bạn muốn import một file công trình bằng AutoCAD vào thì các bạn có thể vào trong phần File, Import. Các bạn chọn cho mình là đuôi DWG ở đây nhé. Mình chọn đuôi AutoCAD. Mình ấn nút Import. Sau khi chúng ta import một cái file từ bên môi trường AutoCAD sang đây thì các bạn sẽ thấy rằng là đối tượng của chúng ta nó là một group đúng không? Các bạn nhớ nhá, đừng phá cái group này ra và hãy để yên cái group này. Mình sẽ phóng gần tới đối tượng này và mình sẽ kiểm tra thông số nhá. Mình sẽ phóng cái cột này lên và mình đo thử. Kích thước ở đây là 5588 đúng không ạ? Bạn đã đưa vật thể vào nhưng đã sai tỷ lệ rồi. Các bạn nên nhớ nhá, khi chúng ta đưa cái file AutoCAD vào thì chúng ta cần chọn cho mình cái tỷ lệ ở cái chỗ này. Khi các bạn đưa một file AutoCAD vào nhé, thì các bạn cần phải chỉnh cho mình đơn vị ở đây, option. Nếu mà bên môi trường AutoCAD các bạn để là đơn vị là mm thì bên SketchUp các bạn cũng phải để đơn vị là mm. Như vậy sẽ đồng bộ được. Và bây giờ chúng ta ấn nút OK, import. Còn để khắc phục cái việc sai tỷ lệ này, chúng ta làm như sau. Các bạn vào bên trong cái group này bằng cách chúng ta tích đúp. Các bạn tích dùng cái thước này, Tab Measure Tool. Các bạn tích vào điểm thứ nhất, điểm thứ hai. Sau đó mọi người nhập là 2210, Enter. Ở đây, nó hỏi chúng ta, bạn có muốn thay đổi tỷ lệ của cả cái group này để đáp ứng đúng hai điểm là 220 hay không? Ở đây mình ấn nút Yes. Cái bài vẽ của chúng ta đã được phóng lại đúng tỷ lệ chuẩn và chúng ta di chuyển vào cái vị trí cần thiết. Chúng ta hãy thử kiểm tra lại. Kích thước của bạn đã chuẩn so với môi trường AutoCAD rồi đấy. Hãy kiểm tra lại bên môi trường AutoCAD. Cột của chúng ta là 220. Và bên môi trường SketchUp, cột của chúng ta là 220. Thông thường thì khi chúng ta vẽ phần mềm SketchUp nhá, chúng ta chỉ cần vẽ một vùng 2D này ra thôi thì tự động nó sẽ tạo thành một bề mặt kín đúng không? Ở đây nếu mà các bạn muốn hàn bề mặt này lại thì chúng ta chỉ việc lập lại cái thao tác đường line ở đây là ổn, đúng không ạ? Nhưng khi các bạn áp dụng nó cho một cái file AutoCAD mà chúng ta import sang thì nó sẽ gặp nhiều vấn đề hơn. Ví dụ trong trường hợp này thì mình sẽ tích đúp nhé, để mình vào trong file 2D này. Mình thử lập lại thao tác nhé. Không tạo nên bề mặt đúng không? Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải vẽ một hình chữ nhật như thế này để hàn lại cái bề mặt này. Chúng ta thử lập lại thao tác đối với cạnh như thế này. Không được đúng không ạ? Rất có thể tại vị trí này nó chưa giao nhau đúng không? Thì mình sẽ vẽ lại đường line. Nếu mà đường nét nó màu hồng thì đường line của chúng ta nó sẽ trùng với lại cái đường gốc. Chúng ta vẽ rộng ra như này. Đó, chúng ta đã hàn được cái bề mặt này rồi đúng không? Tương tự,
chúng ta sẽ phải kéo dài cái này ra để hàn được cái bề mặt này. Nhớ nhá, đường nét phải màu hồng. Khi đường nét là màu hồng thì cái đường vẽ của chúng ta nó trùng với cái đường gốc. Tương tự, chúng ta sẽ hàn được những bề mặt như thế này. Các bạn nhớ nhá, nguyên tắc của hàn bề mặt này là đồng phẳng và các đường này nó phải kín. Mình zoom đối tượng lên nhá. Đây, mình phóng đối tượng lên. Các bạn thấy rằng đường nét của vật thể này bị vỡ vụn ở tất cả các chiều, đúng không? Cái việc này nó sẽ làm cho bài vẽ của chúng ta trở nên khó chịu hơn và file của chúng ta cũng sẽ nặng hơn. Để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta vào trong phần Windows Preferences. Các bạn nhớ nhé là chúng ta phải cài driver cho cả màn hình của các bạn. Và lúc này chúng ta chọn OpenGL và các bạn chọn cho mình là cái số nhân cao nhất nhé. Mình chọn là 64x. Yes, ok. Đó. Bạn đã thấy đường nét của vật thể trở nên cứng cáp hơn, nét hơn và mượt mà hơn rất nhiều rồi đúng không? Nguyên nhân đến từ rất là nhiều cái góc độ. Góc độ đầu tiên đó chính là do máy của chúng ta cấu hình là yếu và cả màn hình là chưa đủ đáp ứng để các bạn vẽ tác phẩm này. Nguyên nhân thứ hai đó chính là do chúng ta sử dụng quá nhiều các cái texture chất lượng cao. Ví dụ trong trường hợp này tôi sử dụng một cái texture tường hay là những cái texture về vật liệu của đồ vật rất là kỹ như thế này. Đó. Để hạn chế cái việc như này thì chúng ta có thể vào trong phần View. Sau đó các bạn vào trong phần Face Style và các bạn chọn cho mình chế độ Monochrome. Khi các bạn đưa khung hình về chế độ này thì tác phẩm của các bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và chúng ta có thể thoải mái tạo hình hơn, hạn chế việc giật lag do cấu hình yếu. Các bạn nhớ nhé, hãy lựa chọn cho mình một cả màn hình tốt và hãy sử dụng một texture một cách hợp lý. Ví dụ trong bức tường này chúng ta không nên chọn texture quá cao bởi vì nếu quá lớn thì nó sẽ làm cho bài của chúng ta trở nên đơ lag giật hơn rất nhiều. Mình sẽ thử import một cái ghế vào trong công trình này nhé. File, import. Mình sẽ chọn là đuôi .skp ở đây để các bạn có thể tìm thấy các đối tượng vẽ bằng phần mềm SketchUp. Sau khi bạn đưa vào trong, đối tượng có thể xuất hiện hoặc không, đúng không? Lúc này vật thể đã vào trong công trình nhưng mà nó chỉ chưa xuất hiện mà thôi. Chúng ta tạm thời chọn đối tượng công trình của chúng ta. Các bạn chuột phải, các bạn chọn cho mình là 2 là ẩn đối tượng đi. Lúc này thì chỉ còn lại cái vật thể chúng ta đã import vào thôi, nhưng mà nó đang lơ lửng ở đâu đó trong không gian đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái nút này, zoom extend. Cái nút này nó sẽ giúp cho các bạn phóng to cái đối tượng có trong khung hình của bạn đúng không ạ? Mình sẽ chọn nó này. Đấy, các bạn thấy không? Nó đã phóng ra cái ghế này rồi đúng không? Chúng ta sẽ về các trục tọa độ nhé. Chúng ta có thể phóng to thu nhỏ. Đây, có thể nó nằm ở đây đúng không ạ? Chúng ta di chuyển này. Các bạn nhớ khóa phím trục nhé, để di chuyển nó được dễ dàng hơn nhé. Nút sang phải khóa theo chiều trục đỏ. Nút thẳng đứng khóa theo chiều thẳng đứng. Đó. Chúng ta cần đưa đối tượng về góc tọa độ giống như thế này. Sau đó chúng ta sẽ hiện các đối tượng vườn lên, đúng không ạ? Chúng ta đã tìm đúng cái ghế đặt vào vị trí công trình này rồi. Các bạn thấy rằng là đối với cái hình cầu như này đúng không? Khi chúng ta tô màu cho nó này, thì các bạn sẽ tô được cả một cái miếng màu như thế này, cả cái mảng lớn như thế này, đúng không? Chúng ta muốn bật lưới của đối tượng lên thì các bạn vào trong phần View. Các bạn vào trong phần gọi là Hidden Geometry. Lúc này thì lưới của đối tượng đã được bật lên. Và khi bật lưới lên thì chúng ta sẽ dễ dàng thao tác với đối tượng hơn. Mình có thể scan đối tượng, bóp méo và tạo hình thay đổi một chút nhé.
Đó, các bạn thấy không? Có thể tô màu sắc cho các vùng độc lập như thế này. Còn nếu mà chúng ta tắt lưới đi thì các bạn thấy không? Khi chúng ta chọn đối tượng thì chúng ta sẽ bắt buộc phải tô vật liệu cho cả cái mảng này. Vì vậy, bạn nhớ nhá, hãy kiểm soát lưới của đối tượng bằng cách các bạn vào trong phần View, Hidden Geometry, bật lưới và tương tự View, Hidden Geometry để tắt lưới đối tượng. Mày không hớt được bao con trai, Tobi không tình yêu.